và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 5 tháng 7 năm 2021 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Phía Nam trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.